Này chả hàng. Dạ, con xin Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời quý cô chú anh chị tiếp tục giao lưu cho nút ha. Mày giờ rất ghiên tiền chậu. Ở đây có mấy cây bự nha. Trước khi vào clip cây nhỏ nhỏ thì mình cho cô chú xem số cây bự nè. Đặng điều đến lực to không ha. Bành mà hai mấy ba mấy ha. Cây xương ha. Đó. Đế cũ nữa nè. Cái bự ha. Con cao cái to bự đủ luôn ha. Đây. Hai hàng. Này khích khích khó quay thì cô chú chị thông cảm ha. Quay sơ sơ giới thiệu cái loại lớn nha. Đây nữa ha. Cũ. To ha. Rồi, mình dài dài mình đi vô clip ha. Cái này vô lưu cây cũng gì dừa. Cái bự đây cũng rất là nhiều nha. Cái loại lớn, cái loại nhỏ, loại nào cũng có hết. Cô chú chị mình xem hộp nhãn vô luôn ha. Rồi, mình đi vô xích trong mình gặp nút. Rồi, chia sẻ cô chú chị luôn ha. Rồi, chào nút vậy. Chào Linh, Linh ơi. Dạ. Em tên nút em. Tổng chào cô chú anh chị gần xa ha. Dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt trên mọi lĩnh vực ha. Em tên Úc em, hôm nay em có giao lưu với anh chị 20 cây mai giảo Thủ Đức, giảo Ghim nha anh chị. Mặt bông từ 5 đến 10 cánh nha anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em phí ship của em là 200 km là có chậu luôn nha anh chị. Ship bằng xe tải có chậu tới nhà luôn cho anh chị nha. Anh chị nào mà có yêu thích mai vàng thì alo cho em. Đầu tiên là cây số 1 nha anh chị. Có tặng thêm gì không? Có mỗi một cây là bên em có tặng một chai thuốc tứ rễ nha anh chị. Tứ phân mình đó. Là để cho mình tứ cho nó tốt. Anh chị mình Tết nè, mình lặt lá, mình ngắm qua cho nó đẹp, cho nó sung túc cả năm nha anh chị. Mua hết vườn có tặng ông chủ không? Hết vườn tặng ông chủ luôn hả? Không được đâu á. Bà chủ không cho. Bà chủ không chịu chứ phải bà chủ chịu cũng làm luôn ha. cho mượn vài tháng tháng trả không được. Còn nhặt cái mượn quá không cho mượn nữa, ác chứ. Hoành thân 22 tiếu một chút anh chị cũng thông cảm giùm nha. Chị cành quá trời cho nó vui một chút đi. Chị cành là ok nha anh chị. Vì gan luôn một cốt ha. À, cái này là đẹp đẹp cực kỳ đẹp luôn nha anh chị, không phải mà của em mà em quảng cáo nha. Này là thật sự anh chị nhìn em cái nha. Tàn quá trời. Lá đồ đi. Là mượt mà. Đó. Rồi chịu cao có gì thì luôn. Anh chị mình nhìn hộ em cái. Nãy hoành thân rồi hả? Dạ rồi. Hoành thân chắc 22 quá. Không, nhớ mày mãi. Tán ngang 1m6 nha anh chị. Là vui vui quên. Nghe hô cho mượn chỗ giật mình. Chiều cao mình 1m4 luôn nha anh chị ơi. Chiều ngang 1m6, cao 1m4. Mã số 1 này, mã số 1 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 1 nha anh chị ơi. Chi cành là ok luôn nha. Cây này là cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn, quá đỉnh. Anh chị mình nhìn hộ em. Cây này đẹp. Sát chân luôn nha anh chị. Này lên chừng tắt không được nữa. Đúng rồi. Không được tắt luôn, cây này là cột thẳng luôn, đều. Quá đẹp luôn. Dạ rồi, mã số 1, 2.200.000 nha anh chị. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Xách đổi cây luôn. Rồi, qua đây luôn đi Quy. Xách đây luôn, hình xếp lại coi. Vừa vừa, đang qua nó gãy nhánh đó. Vừa vừa, đừng đá trong đó quá. Rồi, tiếp tục rồi, ra cây tới đây 2. Luôn. Nhắc cái đó ra luôn. Rồi. Kìa, đó, cho mũi mía đó. Rồi nữa, cây đó nữa mình trả lại đó. Đó. Cây nào cái nấy là cực kỳ đẹp luôn nha. Tính ăn mía hay gì? Đây bộ mía mía. Thấy bộ mía tính ăn mía hay gì? Rồi tiếp tục qua cây số 2 của chú. Họ tán kính điều. Mã số 2 nha anh chị. Phí ship của em là 200 km nha. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Út em. Mỗi một cây em có tặng cho anh chị một chai thuốc tứ rễ là mình đủ tứ tới Tết luôn nha anh chị. Hoành thân 20 nha anh chị ơi. Hoành 20. Hoành thân 20 nha, toàn là ok luôn nha anh chị. Điều. Nói rằng cây này là bông đẹp luôn nha, này là bông là chuẩn của nó là từ 6 đến 10 cánh đó nha anh chị. Tán ngang 1m4. Chiều cao mình lên tới đây là 1m6 mà lấy 1m5 thôi nha anh chị ơi.
nó cao thấp chút đỉnh là không có thành vấn đề, mà chi cành cho nó đẹp là được hả anh chị? Quan trọng cái là chi cành. Mã số 2. Số 2 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. Bao ship 200 m. 2 triệu cho mã số 2 nha anh chị ơi. Phí ship của em là 200 km nha anh chị. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Mã số 2 2 triệu nha anh chị. Quá đẹp. Chi cành là ok luôn nha, mẫu cốt toàn thông nha anh chị. Đó, quá đẹp, đẹp luôn chị ơi. Rồi trả lời y như cũ đi, ngay bụi mía luôn. Rồi tiếp tục qua cây số 3. Rồi nhắc này ra đây luôn. Đây nè. Tiếp tục qua cây số 3 ha. Tàn cũng còn điều chứ. Không? Quá chín, quá đều luôn, đẹp luôn nè. Rồi tiếp theo là mã số 3 luôn nha anh chị. Cũng là một cốt luôn nha anh chị ơi. Anh chị nào mà có yêu thích thì alo cho em nha. Này cái đầu nữa mà mình em có tặng cho anh chị một chai phân, cái đầu tự tay mình chăm sóc cái Tết, mình lật cái mình ngắm bông cái cho nó đẹp nha anh chị. Cái gì cũng không có bằng tự tay mình làm ra là nó giá trị nha anh chị ơi. Chị cảnh nhìn thấy nó đẹp, nó hoành thân 21 nha anh chị. Dạng xương cũng đều luôn. Dạng xương đẹp luôn anh chị. Cái này là mới có, cái này có cây nó mới được 2,5 cây chứ chưa được 3 cây đọt nữa nha anh chị. Điều tặng này còn ra quá cỡ chi cành cũng đều lên 22 tấc nữa đó nha anh chị ơi. Tán ngang 1,4 m. Chiều cao nó 1,5 m nha anh chị. Mã số 3 lên. Ba. Rồi mã số 3 này cũng là 2 triệu nha anh chị. Rồi cái số 3 2 triệu. Số 3 là 2 triệu luôn nha anh chị ơi. 2 triệu cho mã số 3 nha anh chị ơi. Phí ship của em là 200 km nha. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Rồi anh chị nào mà mua về mà chưa có gành hung đó thì alo cho em, rồi em chỉ thêm cho anh chị cách chăm sóc đồ này kia đó. Tới ngày lặt lá đồ này kia đó, anh chị chụp hình gửi qua cái em chỉ ngày lặt lá cho anh chị luôn. Dạ rồi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp tục qua cây số 4. Rồi để qua đó cũng nữa đó. Nó trống rồi. Ừ, để quay này. Rồi, bỏ cái này lên. Hợp lại luôn. Xích xích đắng chút. Ok. Quá trời tàn rồi. Trời do luôn. Ok luôn cây này. Đặt có, hết sạch nãy mới giờ. Mới có tháng này đây là gì đây là quá đẹp luôn rồi đó anh chị ơi. 4 cây nãy cây nào tàn cũng dữ. Chỉ cần điều tay em làm ra để bán cho anh chị chơi Tết nha anh chị. Em còn 2-3 vườn nữa nha anh chị ơi. Hoành thân này gần 20, này 19 thôi anh chị ơi. Nãy như 20 gần 20 rồi. Ngày 20 19 rưỡi cho 19 ha. Ừ. Chút đỉnh đều. Cái đó là không thành vấn đề, mà quan trọng cái cho chi cành cho nó đều sao cho nó đẹp là ok. Chi cành đều. Cái còn hoành mà nó bự một chút mà nó chi cành nó không đều thì nó cũng không được đẹp mấy nha anh chị. Xương quá trời đều ha. Nắng ngang 1,4 m. Chiều cao mình 1,6 m đó anh chị ơi. Đó, cây này nó còn nữa, nó còn ra cỡ này nữa nghe anh chị. Gan gan nữa là có trên gan đó. Mã số 4. Mã số 4 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. Số 4 2 triệu luôn nha anh chị ơi. Đã quá trời kính rồi. Phí ship của em là 200 km, số điện thoại của em là 0917145232. Em tên của em nha anh chị. Mỗi cây em có tặng chai thuốc hết nha anh chị ơi. Rồi anh chị nào mà có yêu thích mai vàng thì alo cho em. Dạ rồi. Rồi em xin đổi cây luôn chị ơi. Tiếp tục qua cái số 5. Tới luôn đi con. Tới luôn, nếu chặt quá thấy ra ngoài hòm sửa lại. Được rồi, tìm cây đến kia được rồi. Rồi, tiếp tục. Để sát vô mấy chậu luôn. Đạp chút góc này xuống chút. Rồi. Tạng kính đều ha. Nè con lên đây con bán đi hơn. Ha. Coi ai nữa gửi con luôn. Tàn đều đó. Cây bự ha, lực ha. Tàn ok nha anh chị. Không, cây này là củ đế nở luôn nha anh chị ơi. Cây này là củ đế nở luôn nha, đẹp nha anh chị ơi. Ừ. Đá luôn này, ăn tiền này đó nha anh chị ơi. Đó đẹp, nhìn đó không cũng đá nên chị ơi. Đó nhìn nãy số mấy rồi? Số 4 hả? Số 5. Này số 5 không? Rồi số 5 nha anh chị ơi. Ồ, dài xương luôn, lực ha. Đều.
củ đế nở luôn nha. Cây này nhìn thấy lực à. Cây này chưa có móc xuống, móc cái củ trà bá luôn. Rồi tính vậy đi. Vì rồi này làm đo xích lên trên nha anh chị. Em không có đo xuống cái củ nha, hoành thân 21 rồi nha anh chị. Đây rồi, hoành 21. Cây này đẹp anh chị ơi. Anh chị nào mà có yêu thích cây này thì alo cho em nha. Em còn nhiều cây đẹp nữa nha. Còn cây đẹp cho bá. 8.000m4. 8.000m4. 8.000m4 nha anh chị, từ mặt chậu lên nha anh chị ơi. Cái này mình tính mét rưỡi thôi, này nó tới đây mét 6 rồi, tính mét rưỡi thôi. 8.000 1m4, chiều cao 1m5. Mã số 5 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 5 nha anh chị. Quá đẹp luôn anh chị ơi. Củ đế đẹp. Anh chị nào mà có yêu thích đó, thì số điện thoại của em là 0917145232. Mỗi một cây em có tặng cho anh chị một chai thuốc. Là mình đủ tứ tới Tết luôn đó nha anh chị. Cho nó đẹp nha anh chị ơi. Cây bự to. Lá mượt mà luôn nha anh chị. Rồi em đổi xin cây đổi luôn. Cây luôn chị ơi. Rồi có gì thì anh chị cũng thông cảm bỏ qua nha. Cũng tiếu xíu nha anh chị. Rồi khiên. Rồi khiên xuống đi hạt. Này lính nhỏ nhỏ không? Lính bự thì có một chuyện hết trơn rồi. Tiếp theo cây số 6. Xích lại đây tí xíu được rồi. Rồi, nhắc nó lên luôn con. Gắn ghim đi nữa, cứ vợ đi cho ba bữa. Trừ tiền, khỏi trả tiền nha. Thôi chứ lính gục không đó. Rồi, tiếp tục cây số 6. Cây này cũng tiếp theo cây số 6 luôn nha anh chị. Lực ha. Mã số 6 luôn nha anh chị ơi. Vàng xương điều. Chị nhìn hộ cái em ghi cái rồi em đo thông số luôn. Chi cành cũng thấp, chi vàng xương điều. Thông số luôn, cây này có củ đế, có đế nở thôi, hoành thân 22 nha anh chị. Hoành 22. Chi cành là ok luôn. Lo tán ngang cái. Tán ngang 1m4 nha anh chị, gần 1m5 luôn. Tính mét tư đi. Chiều cao. Quá đẹp luôn cây này. Nhìn thấy mắt mê luôn á. Lực điều. Cây này em nuôi mà em còn cảm thấy nó đẹp. Chiều cao mình 1m5 luôn nha anh chị. Nãy ngang nhiêu mét tư hả? Rồi tán ngang 1m4, chiều cao 1m5 là mã số 6 nha anh chị. Mã số 6 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 6 nha anh chị ơi. Đẹp ha. Anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì số điện thoại của em 0917145232, em ship cho anh chị tới nhà luôn nha. Vậy rồi. Tới nhà luôn. Đổi cây luôn. Rồi, mỗi cây là tặng một chai kích rễ, dưỡng rễ, dưỡng thuốc. Thì có chú anh chị mua cây nào liên hệ trực tiếp cho đúng luôn. Bỏ lại ngay chỗ đó luôn. Để có cây nghỉ ha. Để lại đàng hoàng luôn Quy ơi. Chọn điều hết. Rồi tiếp theo là mã số 7. Cũng tặng thăm một cốt chỉ cành điều luôn nè. Mã số 7 nha anh chị ơi. Đẹp ha. Kính mít đó nha. Quan trọng là tàn nó đều. Nhìn cái cây nó đã. Tàn đều tàn luôn nha anh chị. Chỉ cành nó cũng đều. Đo thông số anh chị ơi. Cái này thì đo chứ thông số nó cũng tương đương với 20 22, cái này 20, hoành thân 20 nha anh chị. Quan trọng cái là chi cành đó nha anh chị. Chi cành mình đều là mình nuôi cây mai nó mới đẹp đó. Đẹp xương, góc xương đẹp, một cốt thẳng lên nha là nó đẹp nha anh chị, chứ đừng có quằn quèo đồ này kia, quằn quèo là mai kiểu rồi nó mới đẹp. Còn nếu mà tàn trực này là một cốt thẳng lên nha anh chị. Tán ngang 1m3 nha anh chị ơi. Chiều cao 1m3 luôn anh chị ơi. Mã số 7. Mã số 7 này em giao lưu với anh chị là 1.900.000 nha anh chị. Rồi, 1.900. 1.900.000 cho mã số 7 nha anh chị ơi. Phí ship của em là 200km luôn nha anh chị. Rồi có chậu luôn anh chị ơi. Em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp theo qua cây số 8. Rồi, cây này luôn. Đấy cái này nè. Cái nữa mình nhắc ở đó cũng được, nhắc qua đó luôn. Này cũng tàn thông một cốt, không hề cao chút. Đây là một cốt nha anh chị. Này tàn hai đứng chút xíu.
nó cũng đẹp nha, chi cành đều luôn nha anh chị. Cái này là em không có gịch tàn, không có sửa gì chân, cái này là tàn tự nhiên nha anh chị. Mai bên em là tàn tự nhiên nha anh chị ơi. Hoành thân 22. Cái xương đều ha. Hoành thân 22 nha anh chị. Tàn đẹp luôn đó. Xương này thấy cho đều, đẹp luôn. Hoành thân 22. Hoành 22. Tán ngang 1m4. Chiều cao nó gần 1m7 tính 1m6 thôi anh chị ơi. Chiều cao nó 1m6 nha anh chị. Là mã số 8. Mã số 8 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. Dạ 2.200.000 cái số 8. Thì quý cô chú anh chị mình xem có số lượng nhiều liên hệ tiếp luôn. 2.200.000 nha. Anh chị nào mà có lấy số lượng nhiều thì em tính giá hữu nghị bớt tiền xe đồ lại cho nha anh chị. Rồi em xin đổi cây lại luôn anh chị ơi. Rồi phép đổi cây luôn. Đây vườn còn rất là nhiều cây to bự hơn nữa. Nhỏ cũng có luôn. Em bên em là cây bự cũng có mà cây mai kiểu hình thú đồ cũng có luôn nha anh chị. Đủ luôn. Đa dạng. Hình thú có luôn nha anh chị ơi. Cái đó luôn. Hình thú đồ cũng có luôn, hoành từ 30, 35. Có đủ hết. Chín, rồi, cây chín. Em quay một vòng cho anh chị mình coi luôn nha, tàn là ok. Cái dòng này cây số 9 nha quý vị nha anh chị. Cây số 9 tàn cũng đều luôn. Này số 9 ha lên. Số 9. Quên số quần luôn. Chi cành này đều luôn ha, một cốt hết ha. Đó. Đẹp luôn ha. Dạng xương nó chia đều luôn, phân phối đều hết cái cây luôn. Rồi, em quay một vòng cho anh chị coi cái em đo thông số luôn nha. Chi cành là ok hết luôn. Hoành hay lớn nha. À? Trăm mấy à? Ha. À, hoành trăm mấy. Hoành thân gần 21 tính 20 thôi anh chị ơi. Cái đo bài kia quá trời bự luôn. Trăm mấy ha. Này là mới có 3 cây đọt, 2 cây mấy mà nó khích tàn, đang chuẩn bị ra cây 3 đó nha anh chị. Nó có cây ra trước sớm thì ra 3 cây, còn nào không ấy thì mới có 2 cây nha anh chị. Mà nó khích tàn hết trơn luôn đó. Tại vì tàn nó đều. Tán ngang 1m5. Rồi, tán ngang 1m5. Chiều cao của mình 1m5 luôn anh chị ơi. Rồi, 1m5 ngang đây luôn nha anh chị. 1m5 luôn. Rồi mã số 9 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 9 luôn nha anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Út em. Em ở ấp Phú Lợi, xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là cây số 10. Vô đó luôn đi. Để là sửa cây cho nó thẳng luôn đi. Rồi đây nè, con để sát vô trong chậu á. Rồi bỏ lên. Rồi tiếp theo là mã số 10 nha anh chị. Tàn quá trời lùng lực luôn. Tàn quá dữ tàn luôn. Số 10 luôn anh chị ơi. Cũng là một cốt tàn thông đó nha anh chị. Anh chị nào mà có yêu thích đó thì alo cho em. Mã số 10 luôn. Rồi sẵn em đo thông số luôn anh chị. Tàn nè, chi cành nè, thoát thân cũng chừng tắt hả. Cành là chia đều luôn đó nha anh chị. Hoành thân 21 anh chị ơi. Hoành thân 21 à, anh chị mình nhìn hộ em cái ngang à. Có anh chị nào có yêu thích thì alo cho em. Quá trời cái tàn xương đều của chân. Xương đều luôn. Quan trọng là tàn đều dữ lắm luôn nha anh chị. Chi cành rất là đều luôn. Mình còn tới 5 tháng nữa mà cái này nó mới có 5 tháng đó anh chị. Còn 5 tháng nữa đó. Tán ngang 1m5. Chiều cao 1m3. Mã số 10 này em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 10 nha. Cái này là mình còn ra hơn 2 tấc nữa nha anh chị, là mỗi một bên đó nha anh chị. Và cây này nó là về ngang là gần 2 thước đó nha anh chị ơi. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Mã số 10 là 2.200.000 nha anh chị. 2.200 cây số 10.
2.200.000 cho mã số 10 luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi em xin đổi cây luôn chị ơi. Nè, bên đấy đây. Tiếp theo cây số 11. Rồi, đây luôn không? Để sát đây luôn, chỗ này. Rồi, cây số 11, dạo đứt ghiên. Cái này là nguyên si luôn anh, nguyên ghiên luôn anh chị ơi, bông đẹp luôn nha. Bông này là em bao bông cho anh chị luôn đó, bông đẹp luôn đó. Bông khít vàng đậm luôn. Hoành thân 21, gần 22 đó. Rồi. Cái gì chứ bên em là đo hoành thân là anh chị yên tâm. Hay là chi cành anh chị nhìn hộ em. Anh chị nào mà có yêu thích thì alo cho em luôn. Khít tàn lá là mượt mà luôn nha anh chị. Mới có ba cây lá nó dày dặn vậy rồi đó nha anh chị ơi. Tán ngang 1m4 nha anh chị. Chiều cao 1m5 nha anh chị ơi. Mã số 11. Mã số 11 này là 2.200.000 nha anh chị. Số 11 nha anh chị. Bao ship 200 km, tặng một chai thuốc kích dưỡng rễ ha. Mỗi một cây em có tặng cho anh chị một chai thuốc hết. Là đủ tứ luôn nha anh chị. Chi cành là ok luôn nha anh chị ơi. Anh chị nào có yêu thích thì alo cho em. Em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Mình đổi cây hết ui chút chị mà. Xe qua đó đi quay. Rồi tiếp theo cây số 12. Thì cô chú anh chị mình xem. Rồi, thấy cái này quá. Cái nào thì tiếp cho nút luôn ha. Đây để nút được. Chị nào có yêu thích thì alo cho em. Nghiêng sao không vô sữa? Nghiêng đứng ngoài chị. Không cho tiếp cha gì chân này đứng ngoài chỉ không. Chơi bài kỳ á. Rồi tiếp theo là mã số 12 lên. Dạ. 12. Tàn chính đều chứ. Rồi sẵn em đo thông số luôn nha anh chị ơi. Rồi hoành thân 21. Cây này quá tàn quá đẹp luôn. Ngày cây nào cũng chi cành ok mập, luôn. Lực luôn đều. Rồi em đo tán ngang luôn nha anh chị. Hoành thân nãy 21 hả? Hoành 21. Tán ngang 1m4. Chiều cao cũng 1m4 rưỡi vậy lên. Chiều cao của mình 1m6 luôn đó nha anh chị. Cái đọt này nó còn lên cao lắm nè. Đọt này đẹp nha anh chị. Cành này đủ nữa. Đọt này lên cái nữa đẹp lắm. Cây này nữa ok luôn. Rồi mã số 11 này em giao lưu với anh chị là 12 em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. 2.200.000 cho mã số 12 nha anh chị ơi. Cây số 12. Mã số 12 2.200.000 nha anh chị. Chi cành thì anh chị nhìn hộ em nghe. Chi cành này là nó đều dữ lắm, đều luôn nha anh chị. Sát chân luôn nha. Đó, anh chị mình nhìn hình hộ em á. Đó. Đẹp luôn. Đây rồi. Rồi em xin đổi cây luôn chị ơi. Quá đẹp. Một gốc không à. Chi cành cũng đều chứ. Rồi, tiếp tục cây số 13. Cái này luôn đi, nó nhắc qua đó luôn. Để đây nè con. Ừ, để sát vô cho nó nhẹ. Rồi. Cái khúc nào đứt khúc luôn. Rồi, cây tiếp 12 theo. 12 hả? 13. Rồi, tiếp theo là mã số 13 nha anh chị. Cũng là một cốt tàng thông nha anh chị. Chi cành thì anh chị mình nhìn hộ em nha. Số 13 tàn cũng đều ha. Chi cành đều luôn. Chi cành thì anh chị nhìn họ em, chi cành sát chân luôn nha. Ừ. Quá đẹp luôn, tàn này lực. Chi cành đều. Rồi, em đo tán ngang luôn nha anh chị ơi. Tán ngang 1m4. Chiều cao 1m4 luôn anh chị ơi. Chiều cao 1m4, tán ngang 1m4. Cái nào cũng mét tư hết. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị mình coi nha. Cái xương nè. Rồi mã số 13 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. 2 triệu cho mã số 13 nha anh chị ơi. Rồi cho hoành luôn. Hoành đó rồi mà. Đó chưa? Chưa, nãy rồi chưa. Thông cảm nha anh chị. Quên. Hoành thân 23.
Rồi hoành thân 23 luôn nha. Cây này là tàn cao tàn đều tàn luôn nha chị ơi. Cây này nữa là bạch tàn lắm nè, cây này nữa lớn tàn à. Tròn tròn do luôn nha. Đúng rồi, chị cành lực sẵn. Quá đẹp luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp tục qua cây số 14. Tàn kính đều ha. Đây này con. Rồi tiếp tục cây số 14 với cô chú gì bạn ơi. Có mấy cây cây trong đó luôn cũng được. Cây chú Linh mày đó. Để ngoài. Ngoài đó hàng sau lưng chưa? Thôi mới bỏ nguyên hàng đó lại luôn đi. Ngắt cái này đi. Ừ. Nguyên hàng lại luôn. Cây này nó quên chưa? Dạ rồi. Rồi, tới. Để nó gần đụng tàn á. Né cái này. Không canh chân Quy. Không né cái này nè. Trời ơi, chơi có nhạc chị mới đẹp chứ mày. Này này Quy ơi, né cái này Quy ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 14. Số 14 hay lên? Dạ, 14. Số 14. Nhạc hay giật quý chú gì bạn thông cảm nha. Đám, có đám chứ. Vừa có nhạc luôn ha. Rồi, cây số 14, tàn cũng tròn đều ha. Mã số 14 nha anh chị. Quá rồi. Lắng rồi, lắng áo rồi. Hoành thân 19 anh chị ơi. Để cũng khá nữa. Quá trời lắm rồi. Này bán gọi clip 10k luôn rồi. Hoành thân quá tấn ngang 1m3 nha anh chị ơi. Nhạc quá sơm quá. Nhạc quá sơm. Nằm lẹ lẹ cho chú về luôn. Rồi. Chiều cao 1m3 luôn. Rồi giá rồi, luôn. Rồi mã số 14 này là 2 triệu luôn nha anh chị. Tại rồi, nhạc 2 quá triệu. Cái nó hơi lấp anh chị ơi. Rồi 2 triệu cho mã số 14 luôn anh chị ơi. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi đổi cây luôn. Chỉ cành rất đều nha. Cây nào cũng đều nha. Nào hơi méo thì nó méo, này đều đều. Cây nào cũng đẹp chứ nha anh chị. Mỗi một cây nó có cái dáng đẹp của nó riêng hết nha anh chị. Mỗi một cây có cái dáng đẹp của nó riêng. Anh chị nào mà có yêu thích thì riêng đó, để mà quay lên nó riêng. Trời lúng xuống. Đè xuống. Có yêu thích thì số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên của em. Rồi sẵn em đo thông số luôn. Rồi cây này cây số 15. Số 15 luôn, hoành thân gần 23 mà tính 22 thôi nha anh chị ơi. Để nở nha. Hoa chờ cái đấy nè. Số 15 hả Linh? 15. Số cái này hay quên quá trời. Bị nhạt. Lâu quá. Không có tập trung rồi. Rồi, mã số 15 nha anh chị. Rồi, có đế nè. Nở nha. 15 luôn anh chị, toàn đẹp luôn anh chị ơi. Xương đều ha. Tán ngang 1m5 nha anh chị. À, đâu bảy. Thông cảm anh chị em đo lại cái. Rồi 1m4 hả anh chị ơi? Tăng ngang 1m4. Chiều cao 1m5. Rồi chiều cao 1m5. Tăng ngang 1m4, chiều cao 1m5. Mã số 15 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. Phí ship của em là 200km. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Anh chị nào có ưng bụng vừa mắt thì alo em. Rồi đổi xuống cây luôn Quy ơi. Rồi đổi cây luôn. Cây cũ không? Cây cũ cái bên đó. Rồi tiếp theo cây số 16. Thì đó cái tàn nó hơi thằng mấy rồi? Tới cây số mấy rồi? Cây 16. 16 hả? Thôi. Không lấy cái này đó đi. Tàn bự. Tàn bự lực ha. Rồi mã số 16. Này mà kéo ra nó bự lắm. Tàn hơi dương lên. Kéo dây xuống. Mã số 16 nha anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 16 cũng là một cốt tàn thân nha anh chị. Chi cành thì anh chị nhìn hôm em nghe cây nào nó cành nó cũng đều cho nghe anh chị. Hoành thân 22, gần 23 luôn đó anh chị. 22. Này xương này đều quá đều. Xương đều lắm. Một cốt nghe anh chị.
Có ngang 1m6 nha anh chị ơi. Chiều cao 1m6 luôn anh chị ơi. Mã số 16 này là em giao lưu với anh chị là 2.200.000 nha anh chị. Rồi, 2.200.000. 2.200.000 cho mã số 16 nha anh chị ơi. Cây đẹp ha. Phí ship của em là 200 km luôn nha. Rồi, mình đổi cây luôn. Rồi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Tiếp theo cây số 17. Để xin kia. Này nó cũng hơi chặt quá, anh chị cũng thông cảm giùm nha. Vừa bán mai vừa nghe nhạc luôn. Rồi cây số 17 ha, tàn cũng đều tròn. Tiếp theo là mã số 17 nha anh chị. Chỉ cần là ok luôn nha. Hoành thân 19 nha anh chị. Rồi quay cho em vòng luôn, sẵn quay vòng luôn. Hoành thân 19 nha, mã số 17 ha Linh. Dạ, mã số 17. Số 17. Kiếm chỗ nào khô khô cũng được. Quá trời vàng xinh đẹp. 17. Rồi mã số 17 nha anh chị. Nếp này em giao lưu với anh chị là 20 cây nha anh chị. Rồi tới mã số 17 nha anh chị ơi. Hoành thân 1m4 nha, 8.000m4 nha anh chị. 8.000m4. Nãy hoành thân 19. Chiều cao 1m3. Mã số 17 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. 2 triệu cho mã số 17 nha anh chị ơi. Rồi rồi, 2 triệu cây số 17. Anh chị nào mà có yêu thích thì alo cho em nha. 2 triệu cho mã số 17 luôn nha anh chị. Rồi, rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi xuống ngay đây luôn quý ơi. Theo cây số 18. Không có vô trong này, trở lại ngay cũ luôn đi. Bị hơi chật quá. Đều ha, đẹp ha. Đây nè. Thằng gốc bên đây, thằng gốc bên kia dễ đi, mày đi nó không. Ơ sao con mang nó vô đó? Rồi khiến vô đi. Nhỏ hết lớn luôn rồi. Rồi tiếp theo luôn một cái cây rồi, để em đo thông số cái em quay tiếp theo là mã số 18 nha anh chị. Mã số 18 hoành thân 22. Rồi em quay một vòng cho anh chị mình coi luôn nha. Một cốt chi cành đều luôn. Cốt chi cành thẳng lên luôn, đều từ trên từ dưới lên trên luôn. Lá là đẹp luôn, mượt mà luôn nha anh chị. Hoành tán ngang 1m4. Chiều cao 1m3, tán ngang 1m4, chiều cao 1m3 nha anh chị. Mã số 18. Mã số 18. Mã số 18 nha anh chị ơi. Số 18 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. 2 triệu cho mã số 18 nha anh chị ơi. Rồi, em quay một vòng cho anh chị mình coi luôn. Chi cành là thoát thân thấp luôn nha anh chị, chi cành đều nha. Một cốt tàn thông vút lên luôn nha anh chị. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp theo cây số 19. Cô chú anh chị mua số lượng lớn thì liên hệ tiếp chỗ anh Út luôn để có dấu đẩy. Nở cao lên trên hút luôn. Tàn tròn đều luôn. Rồi, số mấy lên? 19, 19. 19 à? Tiếp theo là mã số 19 nha anh chị ơi. Tàn kính nè, đều. Rồi, tự mình nhìn hậu giùm em cái chi cạnh nha. Cây này là có mẹ bằng con nha anh chị. Từ ở dưới rễ lên luôn nha. Hoành thân 22. Đó, hoành 22. Chi cành là đẹp luôn đó nghe anh chị. Đều. Cây này quá trời đều luôn.
Trời ơi, nắng lên cái xây trên tán ngang 1m4, chiều cao 1m3 luôn nha anh chị, tán ngang 1m4, chiều cao 1m3. Mã số 19 19 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị, 2 triệu cho mã số 19 luôn nha, đẹp luôn nha anh chị ơi. Trời, lá mình là đẹp luôn nha anh chị, nhìn dàn lá mình là sạch luôn á, lá đẹp ha, đều. Rồi, phép đổi cây hay quý của chú anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp tục qua cây số 20. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi, mã số 19 nè hả Linh. Dạ. Qua cây số 20. Rồi đem các bạn quay vô đây, đây luôn cũng đi, có đi cây loại, mình nhắc lại ha, cây loại lớn, loại nhỏ, loại dừa dừa cũng có luôn, đủ loại. Bỏ lên luôn. Rồi đế dáng hình thú cũng có luôn, đủ loại ha. Được lên. Được, được, được. Rồi tiếp theo là mã số 20 nha anh chị. Lấy cây dùm cho bác Út Khánh. Rồi mã số 20 cũng là mã số cuối clip nha anh chị. Cây này quá đẹp luôn chị ơi. Thôi lắc ra. Mã số 20 nha anh chị ơi. Chỉ cành đều luôn. Chỉ cành là ok. Dàn mai này là hầu như là cây nào nó tàn nó cũng đều hết trơn luôn nha anh chị. Còn lại bên kia là nó cũng dĩ luôn nha anh chị ơi. Này là em cũng lấy ngang 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 đó nha. Hoành thân 20 nha anh chị. Quay quay dọc luôn. Rồi. Cây này quá sai, tập giá quá tàn thân đó anh đoàn cái lịch. Dạ. Tán ngang 1m5 luôn nha anh chị. Sẵn đo chiều cao luôn đi. Chiều cao của mình 1m5 luôn. Tán ngang 1m5, chiều cao 1m5 luôn nha anh chị. Mã số 20 cũng là mã số cuối clip luôn nha anh chị ơi. Số 20 nha anh chị. Dàn xương đều ha. Chi cành đều, ra tược đều luôn. Dàn xương là ok luôn anh chị ơi. Đó, em quay một vòng nữa cho anh chị mình coi nha. Cây số 20 này rất là đẹp luôn anh chị ơi. 2 triệu 2 cây số 20. Mã số 20 này là 2 triệu 200 ngàn nha anh chị. 2 triệu 200 ngàn cho mã số 20. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên của em, phí ship của em là 200 km luôn. Mỗi một cây bên em có tặng một chai thuốc là anh chị mình tứ tới Tết luôn, tới tháng 10 đó nha anh chị. Tới tháng 10 mình dứt phân cho nó vô nụ nha anh chị ơi. Rồi anh chị nào mà chưa có gành không thì alo cho em, mà em sẽ chỉ, em sẽ tư vấn thêm cho anh chị mình nuôi cây mai cho nó đẹp nha anh chị. Rồi không cuối clip thì em cũng không có gì hơn. Em tổng chào cô chú anh chị gần xa dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ kênh Bonsai Cần Thơ và Mai Vàng của chúng em. Em chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại clip sau. Rồi em tổng chào hết luôn. Chào Đúc luôn. Chào quý cô chú chị bạn luôn. Trân trọng kính chào ha. Rồi xuống đây luôn Khánh ơi.